Đừng nên nói chuyện nhiều trong nhà bếp, hôm nay quý vị nói ít hơn, chứ hai hôm trước khi tôi đến nhà bếp và chai đường, nghe quý vị nói chuyện như trong chợ. Mọi người đều nói năng rất lớn tiếng, người thì bán cả rốt, người bán bắp cải, người bán khoai tây, người bán củ đậu, họ nghĩ gì khi đang la hét lớn tiếng như vậy? họ đã hoàn toàn quên phật pháp tăng không cần thiết phải gây lên cảnh huyên náo trong nhà bếp đó là bổn phận của người tu hành nên tuân theo sau đó tôi thấy phòng ngủ cũng như cái chợ vậy mọi người đang cãi nhau đùa giỡn ầm ĩ khắp nơi chẳng ai biết họ đang nói gì nữa người mà không biết tự hạn chế lời nói của mình thì rất khó có khả năng tu tập nếu quý vị không hàm dưỡng tánh khí của mình thì quý vị sẽ không có pháp do vậy pháp bất khả tu du ly dã pháp không thể rời xa dù chỉ trong chốc lát quý vị rất dễ dãi và bất cẩn khi phí phạm pháp này và nói chuyện suốt ngày tôi không thích dính líu vào chuyện của người khác nhưng chuyện này lại quá phổ biến nếu chuyện này tiếp diễn thì những người tranh cãi suốt ngày sẽ là người phạm tội nơi phạn phật thành này chẳng ngạc nhiên khi chư phật chẳng còn muốn lưu lại nơi cõi này nữa và chư vị bồ tát cũng tránh xa họ không muốn nghe những người này nói chuyện tầm phào và bàn tán chuyện thị phi. Tôi nói thế không có nghĩa là mọi người không được nói chuyện với nhau trong vạn Phật thành. Mọi người nên thảo luận về một đề tài quan trọng nào đó, nhưng không nên nói chuyện vẩn vơ suốt ngày. Quý vị nói, ồ chẳng có chuyện gì ở đây cả, tịch mịch lặng lẽ quá, ta phải kiếm người tán chuyện chơi điều đó có thể hợp lý nhưng sau khi quý vị tán phép với nhau dù sao đi nữa quý vị cũng đã đánh mất pháp đi rồi nếu quý vị mất pháp thì làm sao mà tu đạo